thay đổi người đầu tiên của Sơn Long An diễn ra ở phút thứ 27. Và đó là sự trở lại của Phan Văn Đức. Không thể giữ Phan Văn Đức lâu hơn trên bàn ghế dự bị. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you though, cause I'm feeling so good. Đây là Tuấn Tài. Pha xoay người dứt điểm kỹ thuật. Cú sút của chúng tôi là chưa đủ bởi vì trái bóng không đi vào khung thành của thủ môn Thanh Tuấn. Một tình huống phối hợp giữa bộ ba tấn công Phan Văn Đức, Hồ Vũng Tịnh và sau cùng là pha dứt điểm của Hồ Tuấn Tài. Dứt điểm hy vọng. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. Can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you though, cause I'm feeling so good. I tell you though, cause I'm feeling so good. Với giúp cho các thủ của Bà Rịa Vũng Tàu là bất ngờ. Cuộc thi đấu chính thức cuối cùng. Bình Châu. Cuối cùng trong hiệp thi đấu đầu tiên, số 10 Hồ Tuấn Tài đã có được bàn thắng quân với tỷ số. Không phải tiếc nuối sau cuộc phải trúng tín của Bà Rịa Vũng Tàu đã gặp phá 6-6. Bây giờ thì Hồ Tuấn Tài đã bất ngờ mang sản phẩm của bàn thắng này cùng đến cho một cuộc thi đấu rất hay. Đầu tiên là Bình Châu với một cuộc phân về mở ra cái đường chọc kè cho Hồ Tuấn Tài. Tiếp nhẹ nhàng vào khung thành của Thanh Tuấn. Và đứng trước quả đá phạt này là Phan Văn Đức và cú cứa đầu với thủ môn Thanh Tuấn. Phan Văn Đức dễ dàng giúp cho Sông Lam Nghệ An tạm thời vượt lên dẫn trước ở loạt sút luân lưu với tỷ số là 1-0. Một pha đá phạt đền tự tin của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức trở lại và vẫn cho thấy giá trị lợi hại của mình. Một tình huống dứt điểm kỹ thuật và sự tự tin của cầu thủ mới trở lại sau chấn thương.